Hôm nay đi Đắk Lắk có đi cùng em gái Ngọc Hoàng đi quý vị. Dạ, nay đi Đắk Lắk rồi cũng chung đoàn tất cả anh em giảng viên chứ thuyết trình viên, trong đó có chú Hoàng Nghiêm, chú Hùng và anh Nghiêm. Hôm nay đi đến động động viên để quay lại những bài sắp thi của Đức Thầy cho quý vị mình cùng thưởng thức nha. Rồi chắc là đi đang đi xuống động, đang ở động nè quý vị. Đây động Mẹ Quan Âm có chú Tư Tỉnh, cô Mai, tất cả các thành viên rất là đông để đến đây để quay độc giả quý vị. Rồi mời quý vị cùng thưởng thức nha quý vị ơi. Today I want to introduce which so many famous people to be here when the group of Hòa Hảo Buddhism when they go around to visit and take the pictures from the poem which the Master Bình Giáo Chủ. And I want to share the happiness with every people around the world. Okay. Okay, I want to introduce with you that Mr. Ngọc Hoàng and Mr. Bé Bảy. Okay, we will talk about the poem of Bình Giáo Chủ. Okay. Xin giới thiệu đến quý vị hai độc giảng viên Nguyễn Bé Bảy và Mr. Ngọc Hoàng sẽ thành lòng diễn đọc lại những lời châu ngọc của thầy. Xin mời quý vị thành lòng lắng nghe. Thì đã trang nghiêm thiên viên quý vị ơi, xin mời quý vị làm bài. Kính thưa quý vị, thì tôi là Nguyễn Mạnh và đang quay phim để tập lại bài chuyện gì khác chung như này mọi người chọn chúng dùng những thứ gì khác rồi. Thank you.
Long may
Chúng tôi trân trọng giới thiệu đồng đạo Út Khuyến thành lòng đọc lại một đoạn sấm thi của Đức Thầy. Trân trọng kính mời cô.
beautiful voice. Thank you very much. The best is to do. Okay. I want to thank you that. She go many days Ông ơi, đi nào Huy ông đâu rồi? Huy đâu rồi, đọc riêng đi. Huy đâu rồi, không biết nữa. I think of many people want to do voice, okay? I want people to listen and have heard. Okay, thank you. Yeah.
tiếp theo còn đồng giảng viên là Dương Đình Hậu quý vị. Mời quý vị cho chào bắt tay ủng hộ Dương Đình Hậu nha. Kính mời quý vị qua đứng bên đây sẽ rất là đẹp, có bảy khách cầu vồng luôn quý vị ơi. Đứng đây đây rất là đẹp. Và bên đó đứng góc độ đó đây. Nam mô A Di Đà Phật.
ngàn dặm đường xa hải quan, chúc nguyện đệ tử được bình an, mong trời nhỏ phước vô danh vô bình vô diệt nhà, đó đến thì làm ăn nhàn qua thì thằng cô có đâu nha, ngày nay tuy sư đệ tuy xa cách trời Phật ban cho sẽ hiệp quả. Cơn này thế giới lắm lắm phong phong ba, lửa lao có tiếng diệt quỷ tà, phụ có cao đàn phân kẻ bảo cho đời lương thiện khỏi sông sông ba, non nước quy cha đâu cùng trời cùng trời cùng phạm cùng ngàn nơi, một tâm chí nguyện cho tròn đạo làm đạo chớ lo gì sự đổi giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Quá trời vui nữa quý vị, nghe rất là tuyệt vời á, lớn tuổi rồi
có lẽ chân nhân lúc thành xúc động tăng hoài gọi chúng sanh Thank you.
đau tù giờ dần phải khổ. Nâng điếu trên đầu thoát ly dòng 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 gì ơi, ở dòng suối ở Đắk Lắk nè. Nay đoàn phải đoàn quay đi quay độc giảng đi trong đây nè quý vị.
đoàn đi cũng đông lắm quý vị, đi xe 50 người nhưng mà đi tới 56-57 người là quý vị. Đây xuống thác. Mà tu là khỏi nói luôn quý vị ơi. Quá. Ở đây là cũng là khu du lịch mà người ta mới có khai thác à, chưa có. Toàn là độc giả viên công quý vị, có cô Mai, chị cô Phiến, rồi anh Bé Bảy, anh Quy, Ngọc Mang,
dưỡng với mấy cô giảng viên của đoàn khác ở tỉnh khác cũng có đi chung đó. Đi xe 450 ghế mà chạy ra tới gần 56 ghế quý vị.